的鞋，给了我怕光的眼瞳，赤裸是凉的，是暖的，我只能仅凭直觉揣测。爱情是如雨造化我，心思善执着，我不为这世间众生如何待我，挣脱挣脱可以变成些什么，此刻片刻碎落，以爱吻伤合，我的存在不会因情节而予以残破。郑月等命tập 1. Ma thần là hóa thân của tội nghiệp thế gian, mang tới tai họa và cả chết. Núi Bất Chiếu, Tiêu Dao Tông. Tôn Thượng, chúng ta tới rồi. Tôn Thượng, Tôn Thượng, nơi đó chính là Tiêu Dao Tông. Tiên khí ngập trời, gương quá khứ được cất ở đây sao? Bẩm Tôn Thượng, ở ngay núi Bất Chiếu của Tiêu Dao Tông, nhật nguyệt không soi chiếu, đất trời tối tăm. Xem ra hôm nay sẽ ứng nghiệm. Kết giới tiên môn cũng không chịu được một đòn đánh nhẹ của Tôn Thượng. Đi thôi. Đi xem thử thứ thần khí có thể kết liễu ta trong truyền thuyết. Núi Trường Trạch, Hành Dương Tông, Tiêu Dao Tông. Hành Dương Tông. Tô Tô, muội đã ở đây canh cả ngày rồi, về nghỉ ngơi một chút đi. Công giả sư huynh, cha và các sư thúc đã về tới chưa? Chưởng môn dẫn theo vài sư thúc đến sông Mặt cứu người rồi, e là mấy ngày nữa sẽ không về được. Này các phái trong tiên môn chỉ còn lại Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông, chúng ta có thể trụ được bao lâu, cứu được bao nhiêu người đây? Nếu như có thể nghĩ cách giết chết ma thần. Vạn năm trước, các vị thần liều mạng hợp sức giết chết được ma thần thượng cổ. Hiện nay ma thần mới bỗng nhiên xuất hiện, không biết tên hay lai lịch như thế nào, chúng ta hiện giờ sao có thể giết hắn được chứ? Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác để ngăn cản ma thần sao?
Nếu thế gian này đã không còn thần linh, những kẻ mang xác phàm như chúng ta vốn chẳng thể nào làm cho hắn bị thương. Không, chắc chắn vẫn còn có cách khác, có thể giết được ma thần. Tuy thế gian đã không còn thần linh, nhưng nếu có thể tìm ra thần khí tương khắc với ma thần, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nhưng mà chúng ta còn không biết nó ở đâu và tên gì, thì sao chúng ta có thể giết được ma thần chứ? Ánh sáng của Tiêu Giao Tông tắt rồi. Tiêu Giao Tông đã bị công phá. Lão già ở Tiêu Giao Tông chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Chúng ta chẳng cần tốn nhiều công sức đã bắt được lão. Tôn Thượng đã tìm thấy gương quá khứ rồi. Có điều dùng ma khí của chúng ta thì không thể mở thứ này được, vẫn cần đến thuật pháp tiên môn của chúng. Phong cảnh ở Tiêu Giao Tông này rất đẹp. Nếu cứ phá hủy như vậy thì đúng là thật đáng tiếc. Triệu Du chân nhân, chỉ bằng ngươi giúp ta việc này đi, rồi ta sẽ tha cho Tiêu Giao Tông của ngươi, thế nào? Ma đầu nhà ngươi muốn giết cứ giết, cớ gì phải đùa giỡn ta? Hành vi như vậy còn không bằng loài heo chó. Đúng vậy, chó khi gặp được chủ thì liền mừng rỡ giãy đuôi, lợn có được cám để ăn liền không màng sự đời. Ta đây không sung sướng cũng chẳng yên vui, đúng là không bằng với bọn chúng. Ngươi ma đầu, Cửu Huyền Tử Hành Dương Tông ở đây, không cho phép ngươi chà đạp tiên môn như vậy. Không ngờ tiên môn đều ngu muội đến vậy. Cô chứng môn, hôm nay tâm trạng của ta đang vui. Nếu như ngươi chịu giúp ta mở gương quá khứ, ta sẽ thả cho cả hai ngươi rời khỏi đây, thế nào? Đừng có hòng. Đi đi, hôm nay nếu muốn cứu hắn khỏi đây thì chỉ có cách duy nhất là đồng ý với ta. Lão cụ à, sát thiên đao này của ông không dùng bảo vệ Hành Dương Tông cho tốt, lại đến chỗ ta nộp mạng. Ông mau chạy đi, đừng để uổng mạng ở đây. Ta đến là để xem ông mất mặt ra sao. Lão cụ, ông làm gì vậy? Yên đi, ta đang dụ hắn qua đây. Cô chứng môn không giữ quy tắc gì hết, đây được gọi là danh môn chính phái đó sao? Với ma đầu như ngươi thì cần gì phải giữ quy tắc? Tự anh kinh việc, nếu như hắn đã muốn chơi thì các ngươi chơi với hắn đi. Nực cười, hạng các ngươi mà cũng muốn phá khóa thực cốt của Tôn Thượng sao? Thử cũng thử rồi, đừng phí công nữa, ngươi mau đi đi. Ma thần ở ngay bên trong, chờ lát nữa sẽ không ai đi được hết. Đừng nhiều lời, cùng sống chết. Thần lừa ưa nặng, chết cũng không nghe lời, mau dừng tay lại đi. Không biết lượng sức. Mau đi đi. Ta không đi. Hả? Tiêu Giao đi. Phá. Cũng thú vị đó. Không sao chứ? Gương quá khứ đó, ông cũng nhìn ra rồi à? Có thể bất phân thắng bại với Tự Anh và Kinh Diệt cũng thú vị đó. Vậy ta cũng chơi cùng các ngươi một chút. Tôn Thượng,
thượng. Được thôi, nếu đã muốn chơi. Thì chỉ bằng chơi cho đã một chút. Đoán xem, ta muốn bắn kẻ nào trước? Bị nỏ đồ thần của Tôn Thượng đánh dấu, chắc chắn phải chết. Lão cụ, trán của ông. Hoặc là bắn một trúng hai thì cũng thú vị lắm đó. Tô Tô mau chạy đi, mặc kệ bọn ta, con không đánh lại chúng đâu. Đừng hàm chiến, chúng ta cũng mau rút đi. Muốn chạy sao, đâu dễ vậy. Được lắm, Triệu Du. Cháu gái tốt, hãy đón lấy. Mau mang gương quá khứ đi. Ma thần đến đây vì vật đó đó. Dám chơi ta sao? Gương quá khứ. Thú vị đó. Mọi người chia nhau ra đi, cố gắng sống sót, tập hợp ở Hành Thiên Tông. Đi. Lọc xa. Trùng vũ cũng là thần khí, quả nhiên có thể khiến ma thần bị thương. Gương quá khứ này là thần khí của Tiêu Dao Tông, ma thần lại để ý tới nó. Lẽ nào Lạc cú. Chạm thiệt. Năm trăm năm nay, cô là người đầu tiên đã thương được ta, như vậy xứng đáng được chết với kiếm trảm thiên của ta. Tiên tử, mau đem trả gương quá khứ kia lại cho ta. Gương quá khứ là vật của tiên môn, người muốn lấy thì giết ta đi. Hôm nay bản tôn nhất định phải giết sạch tiên môn, để từ nay tứ châu tam giới không còn một mảnh tiên cốt nào nữa. Tiên tử, ta còn tưởng cô có vài phần bản lĩnh, giờ xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Gương quá khứ. Cha ơi, con
không về được nữa. Thứ giữa ấn đường đó là gì vậy? Gương quá khứ. Đây là... Không ngờ máu của mình lại mở được gương quá khứ. Lê Tô Tô, ngươi là ai? Sao ngươi lại biết được tên của ta vậy? Ta là ai không quan trọng, nhưng cô là ai lại là chuyện cực kỳ quan trọng với thế giới này. Ta sao? Đúng vậy. Sở dĩ ma thần muốn cướp gương quá khứ này là vì khí ở trong tay người được định sẵn, nó sẽ có được sức mạnh thay đổi số mệnh. Còn cô chính là người được định sẵn đó. Thay đổi số mệnh? Đúng vậy. Ma thần không phải sinh ra đã là ma, mà quá khứ là điểm yếu duy nhất của hắn. Vậy ta phải làm sao? Tập trung nhìn, nhớ kỹ hắn. Học thử cái sổ xem. Học thử cái sổ xem. Đi học thử đi. Đúng rồi. Nè. Hả? Nam Đại Tẩn, ngươi bị câm hả? Nói người đó. Nói gì đây? Nói đi. Đúng là hèn thiệt ha. Đúng vậy. Còn chẳng biết phản kháng. Chó còn dữ hơn ngươi nữa đó. Chứ còn gì nữa. Chính là ma thân. Ngươi chỉ biết chịu đòn hả? Thôi à. Đánh hắn đi. Đánh hắn đi. Đánh hắn đi. Đây là tiền thân của ma thần. 500 năm trước, hắn cũng chỉ là một người phàm ở trong cung thịnh dưỡng. Nhưng là một ma thai nên hắn đã tích tụ sức mạnh để ma thần hồi sinh. Lê Tô Tô, không còn thời gian nữa. Nay ma thần đã giáng thế, kết cục không thể tránh. Nhưng khi ấy, nếu hắn không thể thành ma thì sẽ không xảy ra tai kiếp diệt thế ngày hôm nay. Nhớ kỹ người cô cần tìm. Mau về Hành Dương Tông, mở trận phá quan. Đây là cách duy nhất để xoay chuyển càn khôn. Không thể thắng được ma thần hiện tại. Chỉ cần về thời điểm trước khi hắn thành ma, đó chính là cơ hội duy nhất. Đừng không làm 20 ấy. Đừng giết mình ấy mà. Công giả sư huynh. Tô Tô à, mặc kệ ta, mau lấy gương quá khứ rồi về Hành Dương Tông đi. Không, ta không đi đâu hết. Ta sẽ không để người bắt được mùi ấy. Ma thần, người có sợ chết không? Tô Tô, sao chỉ có con quay về? Tịch Vô đâu? Cha ơi, cha xem cái này đi. Chó còn dữ hơn ngươi. Ngươi chỉ biết chịu đòn mà thôi. Đánh hắn đi. Đánh hắn. 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 Gương dở rồi,
chỉ có thể nhìn thấy chừng này. Ít nhất chúng ta cũng biết được ma thần không phải sinh ra đã là ma. Năm mười mấy tuổi, hắn cũng chỉ là một người phàm cực kỳ yếu ớt. Nếu chúng ta dùng trận pháp quay về quá khứ, giết chết Đàm Đại Tẩn trước khi hắn thành ma, thì có thể thay đổi định mệnh ma thần giáng thế. Cha ơi, cha để con đi cho. Con. Cũng được. Đoạt gương thần soi quá khứ là việc mà Toto đã làm. Đây là nhân duyên của Toto. Toto con nhớ kỹ, Đàm Đại Tẩn sinh ra là ma thai, thân mang tà cốt. Nếu xác phàm chết đi, tà cốt sẽ thức tỉnh, hắn sẽ lập tức lột xác thành ma. Cho nên con phải tìm mọi cách phá hủy tà cốt của hắn trước, mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Bản tôn tới lấy gương quá khứ đây. Hành Dương Tông, còn không mau ra đón bản tôn. Ma thần tới rồi, bại trận. Triệu Du, mau mở trận phá quan, đưa Toto về thời điểm trước khi ma thần thành ma. Vạn năm trước, chủ thần từng để lại trận phá quan được chuẩn môn Tiêu Dao Tông ta truyền từ đời này sang đời khác. Thiên địa độc lưu, giao thời khắc đã định mới có thể mở ra. Lão Cù, thời cơ đã tới, ông còn đợi gì nữa? Khoan đã, Triệu Du ba ba, thời cơ gì? Cha ơi! Lúc các thần vẫn lạc đã để lại lời tiên đoán, ngày tiên môn sụp đổ, sẽ có người tiến vào trận phá hoại, tạo dựng lại quá khứ và tương lai. Tiên môn sụp đổ! Triệu Du ba ba, mau dừng lại đi! Cha ơi! Toto có cơ hội thay đổi vận mệnh ma thần giáng thế, tức là chúng sinh trong thiên hạ có hy vọng sống. Bước vào trận phá quan và sống sót là số mệnh của con. Bảo vệ tiên môn là số mệnh của ta và bá bá con. Tạm biệt Toto, hãy tự mình chăm sóc cho bản thân. Đệ tử Hành Dương Tông nghe rõ? Rõ. Cuộn dông của Tứ Châu nằm ở trận này. Hôm nay toàn bộ Hành Dương Tông đều chết bảo vệ Điện Minh Ngô. Tông môn không diệt, kết giới không phá, bày trận. Xem ra các ngươi đúng là ngang bướng cố chấp. Toto, không kịp nữa rồi. Con bắt buộc phải quay về ngay. Quay về là cơ hội xoay chuyển duy nhất. Ta sẽ đưa con về nước Thịnh 500 năm trước. Nhớ kỹ, dù nhìn thấy gì cũng đừng quay đầu lại. Tứ Châu tam giới dựa vào con đó, con hiểu chưa? Đến lượt ta. Đừng mà.
Đại tỉnh, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Bầu trời sao lại có màu xanh chứ? Tiểu thư. Trời ơi tiểu thư, sao người lại bắt đầu nói lung tung nữa rồi? Tiểu thư à, có phải người đã hỏng đầu luôn rồi hay không? Tiểu thư. Nhớ tiểu kỹ thư, người cô người cần tìm lại đi. Nghĩ cách thay đổi vận mệnh ma thần giáng thế thì cuộc sống mới sẽ mở ra với tất cả. Tiểu thư. Dạ, Triệu Du ba ba, con thật sự quay về quá khứ rồi. Mọi người hãy chờ con. Tô Tô, cha tin con, con nhất định sẽ làm được. Hãy chờ con. Tiểu thư người tỉnh táo lại đi. Tiểu thư à, tiểu thư. Cô gái, làm phiền cô, cô đỡ ta dậy được không? Ta thấy hơi chóng mặt. Phải làm rõ xem tình hình trước mắt ra sao đã. Cô gái, cô tên là gì vậy? Tiểu thư. Em là Xuân Đào đây nè. Xuân Đào. Đúng là người ngã hỏng đầu luôn rồi. Về phủ lão gia mà biết sẽ đánh em chết luôn. Xem ra giờ mình sinh ra ở một nhà giàu có. Xuân Đào, em nói đúng á, hồi nãy ta té cái nên giờ ta quên hết mọi chuyện rồi. Em giúp ta được không vậy? Tiểu thư à, người muốn Xuân Đào làm gì thì cứ sai bảo em là được rồi. Người nói như vậy làm em sợ quá à. Còn cười nữa. Xuân Đào nè, mà nói ta biết đi, họ tên ta là gì, cha mẹ ta là ai hả? Tiểu thư họ Diệp, tên là Tịch Dụ, là nhị tiểu thư chính thức của phủ tướng quân à. Ta nhớ rồi. Vậy chúng ta làm gì ở nơi Quan Du này? Ta không nhớ nổi, đầu ta đau. Tiểu thư, hôm nay chúng ta tới chùa Từ Thọ dân hương. Khi mà dân hương xong, người đòi ra sau núi, nói là ngắm cảnh. Giữa đường đi, chúng ta đã gặp phải cướp, muốn cướp tiền cướp sắt. Vậy chúng có thành công không? Không ạ. Chúng ta lăn lê bò lết chạy tới đây, cuối cùng người ngã lăn xuống từ dốc bên kia rồi hôn mê bất tỉnh luôn. Vậy là chúng ta đang chạy trốn khỏi thổ phỉ hả? Vậy chúng ta đã thoát chưa? Không, nhanh kìa, cô ta đang ở kia. Ê, chạy đi. Ê nè nè. Thôi chết, cơ thể người phàm không có bay được. Nhưng không sao, ta tê chân nên nhảy thôi. Chạy mau. Đứng lại cho. Đừng có chạy. Đứng lại. Đừng có chạy. Được rồi đó.
Đứng lại à, đứng lại. Đừng có chạy nữa. Đứng lại đây. Không thoát được đâu. Cái nè, đứng lại đây. Được đâu. Đứng lại. Mà tìm chỗ trốn đi. Dạ dạ. À, thôi, em mau tới trốn sau lưng ta nè. Dạ dạ. Tiểu thư, đa tạ người bảo vệ cho Xuân Đào. Nếu mà đầu óc người có vấn đề mãi thì tốt quá. Ta sẽ cố. Ê, trời ơi, đâu rồi? Từ từ. Hả? Đừng chạy nữa. Đứng lại đó. Bên kia kìa. Đứng lại chưa? Nè. Không được lại gần. Mau nói thật đi, là ai sai các người tới hại ta? Nói thật ta sẽ tha mạng cho các người. Tiểu thư à, vì sao người lại hỏi vậy hả? Hồi nãy hắn gọi ta là Diệp Nhị tiểu thư, rõ ràng hắn biết ta là đích nữ của phủ Diệp tướng quân. Dù thổ vĩ sơn giả muốn cướp tiền cướp sắt thì cũng nên cân nhắc kỹ chứ. Tiểu thư à, sau khi đập ngã đầu người thông minh hơn hay sao á? Các ngươi định ngoan cố chống lại tới cùng đúng không? Các huynh đệ, bắt cô ta lại đi. Ôi, tiểu thư. Chạy mà. Nè, chạy, không được chạy. Tịch Vũ sao cô không biết tiếng giỏ con nào vậy? Bình thường không chạy sức khỏe sao? Lê Tô Tô ơi, Lê Tô Tô, tứ trong tam giới còn chờ ngươi cứu. Không lẽ chứ xuống trận mà đã chết rồi sao? Hầu Trung Vũ nói liền với sinh mệnh của mình, chắc chắn sẽ triệu hồi được. Chắc chắn sẽ triệu hồi được. Trung Vũ. Trung gì ạ? Tiểu thư, ngọc bội của người đây. Thôi chết rồi, cơ thể này chỉ là người phàm, không có tu vi, không triệu hồi được binh khí nữa. Phải tự dựa vào sức mình thôi. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư à. Đi. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Nhị tiểu thư xin tự trọng. Đại sư huynh. Công giả Tịch Vô. Cô gọi ta là gì? Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ, ngài không sao chứ? Diệp Nhị tiểu thư, sao lại là cô? Hắn không phải là đại sư huynh. Lục điện hạ, hôm nay tiểu thư nhà ta bị ngã đập đầu nên hơi hồ đồ, mong ngài lượng thứ cho ạ. Nhị tiểu thư, đừng có diễn trò nữa. Đời này Tiêu Lẫm ta chỉ có một mình Diệp Băng Thường, tuyệt đối sẽ không có ý gì với cô. Vừa rồi ta cứu cô, đó chỉ là vì đạo nghĩa, mong cô tự biết lấy mình. Cáo từ. Giờ không phải là 500 năm sau. Hắn ta là Tiêu Lẫm hả? Chà. Dạ đúng. Tiểu thư quên cha mẹ thì thôi đi, tại sao lại quên cả Lục điện hạ vậy? Vậy em nói ta nghe đi, hắn là ai vậy?
Lục Điện Hạ là đích tử duy nhất của bệ hạ, được người dân vô cùng tôn trọng, người đời gọi là sơn trà qua Điện Hạ. Hồi nãy hắn nói cái gì mà chỉ có một duy, có ý là sao? Tiểu thư đã quên rồi thì đừng hỏi lại nữa, người cứ quên nó luôn đi. Không sao đâu, em nói đi. Trước kia tiểu thư ái mộ Lục Điện Hạ lắm, nhưng mà không được hồi đáp. Nhưng mà bây giờ Lục Điện Hạ sắp trở thành tỷ phu của người. Ta ái mộ hắn hả? Cả Thịnh Đô đều biết mà. Vậy người hắn vừa nói là gì mà Diệp Băng Thường là tỷ tỷ của ta sao? Mấy hôm trước Lục Điện Hạ tới phủ để thăm đại tiểu thư. Tiểu thư trong lòng không vui, bèn đẩy đại tiểu thư rớt xuống hồ nước luôn. Lục Điện Hạ hiện đang tức giận chuyện này, người đừng có trách ngài ấy nói nặng lời. Đẩy xuống nước luôn? Diệp Tịch Vũ, không ngờ cô mất nết vậy luôn á. Tỷ tỷ của ta vẫn còn khỏe chứ? Nghe nói là bị phong hàn, nhưng mà không có gì nghiêm trọng hết. Nhưng mà tiểu thư, hôm nay người lạ quá đi, người cứ đòi ra ngoài thành để cầu phúc cho đại tiểu thư. Nhị tiểu thư! Hả? Không được lại cơ. Nhị tiểu thư, cô sao rồi? Sao rằng cái gì? Đừng có qua đây. Đám tiểu nhân diễn ra sao hả? Vừa nãy không làm người sợ chứ? Chính người đã dặn mà, kêu chúng tôi càng hung dữ càng tốt đó. Hả? Nhị tiểu thư, người đừng lật lọng nha. Người nói rồi mà, kéo Lục Điện Hạ tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân, người sẽ trả thêm 10 lượng bạc cho chúng tôi. Hai người cũng đã gặp nhau rồi, cũng đã nói chuyện với nhau luôn rồi, còn nhào vào nhau nữa, nên trả công cho chúng tự nhận đi chứ. Tiểu thư, Xuân Đào sẽ không nói với ai đâu. Diệp Tịch Vũ ơi, Diệp Tịch Vũ, cô không có một chút nết na nào luôn á. Tiểu thư, người nghĩ cho kỹ nha. Cha của người là đại tướng quân trụ quốc của nước Thịnh. Trước kia mẹ của người là quận chúa Vinh Ân. Tổ mẫu người là đại trưởng công chúa ở Thịnh Đô, cả nhà người là quý nhân hàng đầu nước Thịnh luôn đó. Biết rồi, ta sắp thuộc rồi. Nhưng lát nữa vô nhà em nhớ giùm ta nha, đừng để lão già biết là ta bị té mất trí nhớ đó. Tiểu thư người cứ yên tâm đi, chuyện này cứ để Xuân Đào lo cho, yên tâm. Wow, phủ trạch này đúng là xa qua quá. Đầu thai đúng chỗ đúng là rất quan trọng. Không biết là bây giờ ma thần ở đâu hả? Ơ nè, Xuân Đào, ta muốn hỏi em về một người. Có thể là em chưa từng nghe qua cái tên này. Có khi nào hắn ở trong hoàng cung không ta? Tiểu thư nói thử xem. Người này á, tên là Đàm Đại Tẩn. Em nghe bao giờ chưa? Hả? Em biết hả? Người này là cô gia của chúng ta, phu quân của người mà. Hả? Tiểu thư, đây là Hoa Viên, chắc bây giờ cô gia vẫn đang ở đó, cũng sắp tới rồi. Không ngờ tìm thấy ma thần nhanh như vậy. Không biết hắn ở 500 năm trước mạnh tới đâu. Mình chỉ có cơ thể người phàm, không có trùng vũ trợ giúp, liệu có thể giết được hắn không? Tiểu thư, hả? Sao sắc mặt của người lại kém như vậy? Xuân Đào, hả? Em nói là Đàm Đại Tẩn vào phủ đã nửa năm rồi, vậy em có biết là hắn có điểm yếu gì hay không hả? Điểm yếu hả? Chính là thứ mà hắn sợ á. Tiểu thư à, sao người lại quên cả chuyện này nữa vậy? Trong cái phủ này, thứ mà cô gia sợ nhất chính là tiểu thư đó. Hả? Ma thần không phải sinh ra đã là ma, năm mười mấy tuổi hắn vẫn chỉ là một người phàm cực kỳ yếu ớt. Xem ra thần quân trong gương quá khứ kia nói không sai, Đàm Đại Tẩn này vẫn chỉ là thân xác người phàm. Chi bằng bây giờ đi gặp tên ma thần chưa trưởng thành này rồi giết chết hắn. Thời gian và địa điểm của trận phá quan quả thật không sai. Không ngờ tìm thấy hắn dễ dàng như vậy. Xem ra ông trời đang giúp mình. Hắn chính là Đàm Đại Tẩn. Là ma thai sao?
Nhìn hắn yếu ớt quá. Hắn sẽ biến thành ma thần thật sao? Nếu hắn không phải tên là Đàm Đại Tẩn thì đánh chết mình cũng không tin hắn sẽ biến thành ma thần. Ngươi... Ta... Không biết nhị tiểu thư muốn nói gì. Giết chết hắn là có thể thay đổi vận mệnh ma thần giáng thế, tứ châu tam giới bị tàn sát. Nhưng trước khi mở trận pháp cha đã nói thì... Tô Tô, Đàm Đại Tẩn sinh ra làm ma thai, thân mang tà cốt. Nếu xác phàm chết đi, tà cốt sẽ thức tỉnh, hắn sẽ lập tức lột xác thành ma. Còn phải tìm mọi cách phá hủy tà cốt của hắn trước mới có thể tiêu diệt hắn hoàn toàn. Lê Tô Tô không được kích động. Trước khi phá hủy tà cốt, không được để hắn chết. Nhưng mà tà cốt ở đâu chứ? Phá hủy kiểu gì đây? Càng nhìn mình càng cảm thấy lạ. Có khi nào sai ở đâu không ta? Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng mà. Con chó cánh cửa ở Hành Dương Tông còn hung dữ hơn hắn nữa. Có khi nào chỉ là vô tình giống nhau không? Như là Tiêu Lẩm với đại sư huynh vậy. Không được, không được giết lộn người vô tội. Phải xác nhận lại đã. Tiểu thư, trời lạnh quá, chúng ta mau về đi tiểu thư. Đàm Đại Tẩn, ngươi đưa tay ra đây. Cô gia, ngươi đưa tay ra thêm chút nữa. Đàm Đại Tẩn, bóp cổ ta thử coi. Bóp đi, ngươi làm biểu cảm hung dữ chút đi. Thử đi. Nhị tiểu thư, cô muốn phạt cứ phạt, cần gì phải trêu đùa ta chứ. Đàm Đại Tẩn, ta muốn ngươi nghĩ trong lòng là ngươi muốn giết ta. Người muốn giết chết ta. Hôm nay bán tôn phải giết sạch tiên môn, từ nay không còn một mảnh tiên cốt nào. Là hắn. Tiểu thư à. Tiểu thư à, người làm sao vậy hả? Có phải là cô gia bóp trúng cổ họng người rồi không? Người cứ rùng mình mãi, để em đưa người vô phòng trước nha. Được, Xuân Đào. Dạ. Chúng ta tránh xa người này ra. Ờ. Nhưng mà tại sao Đàm Đại Tẩn quỳ trên băng vậy? Tiểu thư quên rồi hay sao? Là người đã phạt cô gia quỳ 3 ngày đó. Hả? Ta bắt hắn quỳ là hắn quỳ sao? Không thì sao? Diệp Tịch Vũ, cô giỏi thiệt ha. Ma thần còn không ác bằng cô luôn. Vậy sao ta lại phạt hắn quỳ vậy? Ta không nhớ nổi. Thì vẫn là vì chuyện
người đẩy đại tiểu thư xuống hồ nước lần trước đó. Vậy liên quan gì tới Đàm đại tẩn đâu? Lúc đó người bị trượt chân, cho nên cũng rơi xuống nước luôn. Lục điện hạ liền nhảy xuống nước, bơi qua cứu đại tiểu thư. Cô gia nhìn thấy lục điện hạ nhảy xuống nên cũng nhảy xuống theo. Cứu ta sao? Cứu đại tiểu thư. Băng thường tiểu thư được hai người họ cứu, còn tiểu thư là người tự bò lên bờ. Người tức lắm luôn nên phạt cô gia quỳ ở bên ngoài. Tự nhiên tối hôm đó tuyết rơi rất dày, nước trên mặt hồ đóng băng luôn. Người thấy vui lắm nên bắt cô gia quỳ trên băng vậy đó. Người nói: Đàm đại tẩn, người thích ra dễ ở hồ đúng không? Ở đó ra dễ vài ngày đi. Đúng là không phải người rồi. Ờ, ý ta là Đàm đại tẩn lại dám ăn cây táo rào cây sung, hắn quá đáng thiệt mà. Tiểu thư à, người đừng có để bụng chuyện đó nữa, tức giận hại thân thể lắm. Mặc dù cô gia thích đại tiểu thư nhưng mà... Hả? Ý của em là Đàm đại tẩn thích Diệp Băng Thường sao? Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Hả? Tiểu thư thủ đoạn đầy mình, cô gia có ý đồ cũng không dám đâu. Chỉ có thân xác một nơi, hồn một nẻo. Vậy là ta thích Lục điện hạ, Lục điện hạ thích đại tỷ của ta, ở Đàm đại tẩn cũng thích đại tỷ của ta luôn hả? Ừ, đúng vậy. Diệp Tịch Vũ, phu thê nhà cô đúng là ghê gớm thiệt á. Ngày ngày tôi tưởng tới phu thê nhà người khác, như vậy thì sống kiểu gì đây? Vậy nếu ta thích Lục điện hạ thì sao ta lại thành thân với Đàm đại tẩn chứ? Cái này thì em đâu có biết. Nhưng mà lúc đó cô gia vẫn còn được người ta gọi là Đàm đại điện hạ. Nếu là điện hạ thì sao lại để cho ta chà đạp như vậy được? Cùng là điện hạ nhưng mà vận mệnh khác nhau. Nghe nói năm xưa lúc cô gia làm điện hạ ở nước Cảnh, không được yêu mến cho lắm thì phải. Từ khi còn rất nhỏ đã bị đưa tới nước Thịnh làm con tin rồi. Thì ra Đàm đại tẩn là con tin của nước Cảnh. Vậy thì tại sao lại không có ai ưa hắn chứ? Tính tình cô gia kỳ quái lắm, khó tránh bị người ta bài xích. Nhưng mà kể ra thì cũng lạ, phụ vương của cô gia dường như chẳng hề bận tâm đến sự sống chết của con trai mình. Năm xưa nước Cảnh cậy mình có quân tướng mạnh, giấy binh vào mùa thu muốn đánh qua sông Mặc tới Thịnh Đô đón năm mới. May nhờ lão gia nhà ta không những đánh cho quân đội nước Cảnh sợ chạy đến chết khiếp, mà còn đánh cho chúng chạy về nước luôn. Cực kỳ oai phong luôn đó. Theo em thấy, cô gia lúc đó cũng vừa khéo đến phủ nhà chúng ta làm con rể, mới may mắn tránh được một kiếp nạn đó. Nếu không lúc đó chắc chắn bị hạ chém đầu ngã luôn rồi. Cheers.